Ngân sách liên bang mới cho thấy chương trình bảo hiểm chăm sóc nha khoa của chính phủ được lên kế hoạch chi phí cao hơn gấp đôi so với những gì người tự do ban đầu nghĩ, thêm 7,3 tỷ đô la trong 5 năm. Năm ngoái, chính phủ đã thiết lập một lợi ích nha khoa tạm thời cho trẻ em không có bảo hiểm dưới 12 tuổi trong các gia đình có viện hộ gia đình dưới 90.000 đô la. Lợi ích đó sẽ bị hủy bỏ vào tháng 6 năm 2024. Thay vào đó, ngân sách hôm thứ Ba cho thấy đảng Tự do đang lên kế hoạch cho một chương trình bảo hiểm do chính phủ quản lý, với chi phí 13 tỷ đô la trong 5 năm bắt đầu từ năm tài chính 2023-24. Vào cuối năm 2023, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch chăm sóc trang miệng cho con số cuối cùng sẽ lên tới 9 triệu người Canada không có bảo hiểm. Bộ trưởng Tài chính Christia Freeland cho biết trong bài phát biểu trước Hạ viện sau khi lập bản ngân. Đảng tự do sẽ mở điều kiện tham gia trong năm nay cho những người dưới 18 tuổi, người cao tuổi và người khuyết tật đáp ứng các tiêu chí về thu nhập và không có bảo hiểm. Họ có kế hoạch mở rộng khả năng đủ điều kiện đó cho bất kỳ ai đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hộ gia đình vào năm 2025. The program is the linking of the minority government confident and Supply deal with the NGP to prevent an election before 2025 in exchange for Progress on some of the opposite party's key priority.